quý vị, hơn 3 năm qua, một gia đình tại quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh phải sống trong cảnh sợ hãi và nơm nớp lo sợ vì những thành viên trong gia đình liên tục bị kẻ lạ hành hung, đánh đập bằng những vật sắc nhọn. Trong những ngày gần đây, sự việc càng trở nên nghiêm trọng khiến cho cả gia đình đang phải cầu cứu nhiều cơ quan chức năng. Gần đây nhất, một thành viên của gia đình phải đăng lên Facebook để mong sự giúp đỡ từ cộng đồng. Đây là những vết thương mà chị Nguyễn Anh Thảo, phường 10 quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh bị những đối tượng lạ mặt phục kích đánh đập đến mức phải nhập viện cách đây vài ngày. Theo chị Thảo, liên tục trong thời gian qua, hai người con của chị cũng liên tiếp bị những kẻ lạ mặt phục kích, đâm bằng những vật nhọn trên đường đi học. Các con của chị phải liên tục xin nghỉ học vì không dám tới trường. Khóc dữ lắm, khóc nhiều lắm mà không biết nhờ ai để cứu giúp. Các bé như là cứ mỗi lần mẹ bị hay là anh bị, chính các bé cũng hoang mang, các bé cứ đòi là thôi không đi học nữa, mẹ mình ở nhà, đóng cửa ở nhà thôi, mình đừng đi học nữa để cho người ta không đánh mình nữa, khi nào mà các chú công an tìm ra được đối tượng đó thì mình mới đi học lại. Hiện tại, ngoài giờ đưa đón các con đi học, gia đình chị Thảo không ai dám ra ngoài đường. Bản thân chị cũng chỉ dám ở nhà nấu nướng, dọn dẹp, chờ các con đi học về. Gần 3 năm nay, thì lúc đầu thì nó chỉ là hăm dọa, vết thương nhẹ, nhưng mà càng ngày nó càng nặng thêm. Và điển hình như là ngày 19 tháng 11 vừa qua là coi như là nó đập nhiều nhát mà bất tỉnh, thì nếu như mà nó mạnh tay mà nó mạnh tay hơn một chút thì có lẽ là tôi cũng không có sống được tới hôm nay đâu. Cũng theo các nạn nhân, nguyên nhân gia đình chị Thảo bị côn đồ hành hung trong nhiều năm qua nhiều khả năng là do thiếu nợ làm ăn. Dù đã bán nhà để trả nợ nhưng do bị chủ nợ tính lãi quá cao nên vẫn chưa trả hết. Chị Thảo cho biết đã có đơn cầu cứu đến các cơ quan chức năng thời gian qua nhưng sự việc vẫn không được giải quyết. Con trai chị vì quá lo sợ và thương mẹ nên vừa qua đã viết tâm thư trên Facebook cầu cứu sự giúp đỡ từ cộng đồng.